Xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ lên sóng giới thiệu và báo giá cho các bác tham khảo một bộ dàn máy karaoke gia đình chuyên nghiệp và rất là xịn các bác nhé. Bộ này thì em phải đánh giá là các bác nào chơi trong gia đình cái bộ này nó đánh siêu khỏe luôn. Mà bao bền cho các bác và linh kiện bên trong các thứ là toàn linh kiện chính hãng của DB Acoustic các bác nhé. Cái này gọi là hàng cao cấp đấy. Bộ dàn máy này thì gồm 3 thiết bị các bác nhé. Đấy, bây giờ em sẽ đi vào em giới thiệu chi tiết từng thiết bị một để cho các bác hiểu rõ. Ở đây thì em nói luôn nhé. Đây là em đang chơi cấu hình này. Em đang chơi là một súp hơi đơn 40 này. Và một đôi loa full 30. Một đôi loa full 30 các bác nhé. Một đôi full 30. Toàn bộ là của DB Acoustic. Đây, súp cũng DB Acoustic này. Quay trở lại đi. Mục đích ở cái video này là em báo giá cái bộ dàn máy này. Ở đây thì các bác để ý cho em này. Ở đây em sử dụng một con đẩy DB Acoustic. Có cái model là D2610 các bác nhé. Đây là một con đẩy 3 kênh. 2 kênh, kênh A, kênh B, kênh C các bác nhé. Ở đây thì kênh A, kênh B là em đánh một đôi loa full 30. Công suất rơi vào tầm khoảng 500W trên một đôi loa. Nhưng kênh A, kênh B này của nó cho ra công suất nó rơi vào tầm khoảng 600 đến 650W trên một kênh các bác nhé. Còn riêng cái kênh súp này này, kênh C này này là kênh súp. Nếu các bác chơi súp hơi 40. Các bác súp hơi 40, 50 các bác sử dụng kênh C này cho em. Kênh C này công suất của nó đạt nó rơi vào khoảng là 1000W cơ các bác nhé. Đấy. Con đẩy này mạch class H siêu khỏe luôn, biến nguồn xuyến rất là to luôn các bác nhé. Các bác nào muốn xem nội thất bên trong thì có thể kết bạn qua Zalo. Kết bạn qua số Zalo để em gửi hình ảnh nội thất của cái con đẩy này cho xem nhé. Nội dung thiết kế toàn bộ là màu đen. Nhìn rất là sang trọng, các bác đặt trong không gian nhà bác thì rất là đẹp luôn. Ở đây trên là em sử dụng một con vang số các bác nhé. Con vang số này, con vang số của DB với cái mã là D500B. Cái mã ngày xưa của nó là S500B. Nhưng mà hiện tại mới nhất năm 2023 là D500B. Lưu ý cho em. Thì đây là con vang số này thì bên em đã cân chỉnh. Đã cân chỉnh ngon lành rồi các bác nhé. Em nói luôn này, khi các bác mua vang số bên em sẽ gửi về cho các bác. Thì bên em sẽ set sẵn, chỉnh sẵn được 80% cho các bác. Còn khi các bác mua vang số về, các bác phải chỉnh, ví dụ không gian nhà bác A, bác B nó sẽ khác nhau, nên là tùy thuộc về các bác phải chỉnh thêm giúp em nhé, chỉnh theo không gian nhà các bác ấy, cho nó hợp lý. Và ở trên em sử dụng là một con mic không dây của DB Acoustic có cái mã là D3350 Bluetooth. Con mic này thì tiếng cực kỳ nhẹ luôn các bác nhé. Hát rất là mượt luôn. Và vang số nó xử lý effect, echo, reverb. Nói chung là quá là ngon lành, cành đào luôn. Con vang số này em đang bán với giá là 3.8 triệu các bác nhé. 3.8 triệu một cái. Còn cục đẩy này giá của nó đang là 8.2 triệu một cục. Mic không dây này nó có giá là 3 triệu một bộ nhé. Một gồm một đầu thu và hai tay mic như thế này. Đấy, bây giờ là em sẽ bật mic lên nhá. Em sẽ alo cho các bác nghe này. Alo cho các bác nghe cái tiếng mic. Bật mic này. Đây xử lý cắt hết rú rít rồi nhá. Alo. Các bác cùng nghe tiếng mic nhá. Alo. 6 1 2 2. Ở đây thì echo và reverb em căn chỉnh. Nghe rất là mượt tai rồi các bác nghe này. Đấy em thì em thích cái tiếng nó sáng, nên bao giờ là ở phần tép ấy, em để tiếng xì cho nó khi mà hát thì tiếng nó sáng hơn các bác nhé. Alo 6 1 2 2 6 1 2 2. Nói chung là chỉnh vang số thì bên em là chỉnh cũng là chuẩn chỉnh luôn, tương đối luôn các bác nhé. Đấy, với một bộ ba cái thiết bị này
chơi trong gia đình thì nó rơi vào cái bộ dàn máy là rơi vào tầm khoảng 15 triệu các bác nhé, 15 triệu. Bên em nhận set up vang số luôn, bác nào có nhu cầu set up vang số thì cứ alo trực tiếp cho em nhé. Nhận đi set up cho các bác vang số luôn. Thôi nha, bây giờ quay trở lại đi. Em sẽ mở một đoạn nhạc để cho các bác nghe nhé. Đánh cực căng luôn các bác nhé. Đánh căng đét luôn. Một đoạn nhạc cho các bác nghe, đó là cái tín hiệu nó phát ra và nó xử lý âm thanh là do cái bộ dàn này nó xử lý ra các bác nhé. Thôi em xin dừng video. Các bác mua hàng, quan tâm sản phẩm mua hàng thì điện trực tiếp cho em vào số điện thoại nhé, 5815 và 72. Đây là hai số hotline nha. Em mua hàng các bác có thể kết bạn Zalo, nhắn tin qua Zalo để em tư vấn thêm. Nhà em có gửi hàng và giao hàng toàn quốc các bác nhé. Điện trực tiếp cho em để mua hàng nhé. Hẹn gặp lại các bác ở video lần sau em sẽ ra nhiều mẫu mới và em test cho các bác thực tế như này. Thì bên em mà bán hàng thực tế em sẽ test trực tiếp sản phẩm như này cho các bác tham khảo. Chỉ bán hàng tốt được các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau.